Xin chào cả nhà. Lâu rồi không live stream. Xin chào anh Nguyễn Văn Quân. Chào 4 người đang xem. Đây là xòe xanh nhé cả nhà nhé. Xòe xanh thì hôm nay không được căng lắm. Bây giờ thì nó bị nó ngủ mất rồi. Xin chào 10 người đang xem. Xin chào Quang Thái. Và 11 người đang xem. Mời cả nhà chúng ta cùng ngắm xòe xanh. Câu chuyện về xòe xanh, xòe đỏ thì cũng gây tranh cãi rất là nhiều rồi đúng không ạ? Dạ, em thì tay to nhưng mà tiền thì ít. Tay thì người thì to, nên là tay cũng to, nhưng mà tiền thì ít. Xin chào 28 người đang xem. Xin chào bác Hoàng Dũng. Xin chào bác Vũ Bách. Xin chào 30 người đang xem. Năm nay Bạch Tuyết ươm bây giờ mới được như này ạ. Nói chung là để ươm lên một cây cũng khá là lâu, khá là vất vả, mất một thời gian khá là dài. Chào 35 người đang xem. Chào 36 người đang xem. Mỗi người chấm một cái thôi. Em nhìn thấy đi ạ. Bạch Tuyết. Hạc ô thì cũng khá nhiều và không có bán. Thôi thì kệ nó đi. Thị trường mà nó biến động lên xuống thì bây giờ chúng ta một là bán đi liền mất. Thay vì việc đó thì chỉ có một việc duy nhất là chăm cây và nuôi cây thôi. Em chào anh Vũ Bách. Xin chào bác Vương Đình Đức. Chào bác Đoàn Cường và 41 người đang xem. Mỗi người chia sẻ rút tiền một cái đi ạ. Á Hậu. Bạch Tuyết. HO thì kỳ năm nay quá trời luôn. Em chưa xuống. Chưa xuống kia. Xin chào anh Nguyễn Đức Tâm. Cũng lâu rồi không lên livestream để nói chuyện với cả nhà, cùng chia sẻ, cùng giao lưu cùng anh em. Chắc có lẽ là ok. Chào Trần Thái Hưng. Kêu te te. Em không biết là cái gì kêu te te. Kỳ Bảo Duy ạ. Kỳ Bảo Duy ở trên thân mà dài như này rồi. Đến 20 cm rồi chưa chịu ra rễ. Mấy ngày hôm nay là đang phun thuốc giải độc cho em nó để em nó ra rễ mà chưa có. Đâu rồi đấy. Hello mọi người. Ok. Cảm ơn anh Dương Nguyễn. Xin chào bạn Long Nhàn. Hồng Phấn. Hồng Yên Thủy của em. Hồng Yên Thủy năm nay không rút ngọn nên là cây nào cây đấy là đang đi rất là mạnh. Và cũng không làm mầm gốc luôn. Kể luôn. Em chào anh Quốc Bảo Trần. Xin chào Nguyễn Trường. Xin chào Ánh Sao Xanh và 52 người đang xem. Yên Thủy cũng ra hoa rất là nhiều. Nhưng mà hoa bói thì không có được đẹp lắm. Nhưng mà không sao, kệ thôi. Yên Thủy nữa. Xin chào 54 người đang xem. Xin chào anh Tân Tài Nguyễn. Xin chào anh Nguyễn Vinh. Và 56 người đang xem. Năm nay em ươm thì xong thì em để vào cái cốc này. Để vào cái cốc này nhưng mà cây lên đẹp lắm. Đấy, ví dụ như những cốc Yên Thủy như này ạ. Ươm như này bao giờ cây nó to hẳn thì chúng ta cho cái chậu mới thì nó gọn hơn. Và nếu mà bây giờ mà chúng ta chưa gì chúng ta cho chậu mới thì vườn rất là chật, nên là sẽ cho vào những cái cốc nhỏ như này mà mấy ngày nữa ra thì là cũng kín khu vực này rồi. Đây nữa, kỳ lên khá là đều và đẹp đấy. Yên Thủy này rồi là Phú Thọ. Xin chào bạn Văn Huy Nguyễn. Xin chào anh Đoàn Viết Cường. Đây là cả nhà. Kỳ lên đẹp không? Đấy. Kỳ lên cực kỳ đều và đẹp luôn. Chào 63 người đang xem. Chào anh Vũ Nguyễn. Nói chung rằng
khí hậu năm nay cũng khá là ok để mà ươm ki, nên là mầm bậc ki lên rất là ok và đạt. Đây là khu vực HO. Đấy, khu vực HO em chưa xuống ki đâu. Ki nhiều lắm. Ki nhiều lắm nhưng mà chưa xuống ki. Xuống hết chỗ ki này thì có lẽ là kín vườn rồi. Đấy, Phú Thọ cũng đang lở bên kia và rất nhiều hoa năm nay lở tại vườn. Trong cái thời gian này là thời gian anh em chúng ta có thể nói rằng là gì ạ? Là chúng ta đã thanh lọc được. Vừa rồi thì cũng có đâu đó bị nhầm một vài cây. Đấy. Và bây giờ thì những cái cây còn lại là gần như là chuẩn hết rồi. Nhưng mà nhầm ở đây chỉ có nhầm 3 cái cây, ví dụ như là Phú Thọ, HO thôi. Chứ còn Bạch Tuyết thì đa phần là toàn là những cái cây của nguồn rất là tốt rồi, nên là nhầm lẫn ra rất là khó. Xin chào anh Vườn Lan Hưng Hương. Chào anh trai Huy Lê. Cái này là Bảo Duy của anh Nguyễn Bá Kiểm đang gửi tại đây. Khá là đẹp, nên rất là đẹp luôn. Và cho cả nhà cùng xem Bạch Tuyết của em nhé. Bạch Tuyết của em thì từ bắt đầu từ dãy này lên hết cái cuối đường kia. Đấy, cả cái ô này là từ bên này này sang đến ô bên này, lên đến trên kia là Bạch Tuyết, Bảo Duy và Ngọc Sơn Cước, cờ đỏ và cũng như là một số những dòng như Á Hậu. Nói chung là cây VIP là sẽ làm ở khu này. Đấy, Bạch Tuyết này. Bạch Tuyết trông như vậy thôi. Nhưng mà năm ngoái em mua cũng khá là nhiều, nhưng mà năm nay cũng không được bao nhiêu Bạch Tuyết đâu ạ. Trong cái thời gian này thì anh em đi mua thì chúng ta cũng nên cẩn thận. Bởi vì là vừa rồi cũng có một số những cái thông tin họ đi thu mua những cái cây đại tướng về, là anh em cũng lưu ý. Bởi vì là từng thời gian của chúng ta chăm sóc khá là vất vả rồi, nên là chúng ta đi mua chúng ta phải cẩn thận. Tuy rằng nó rẻ nhưng mà nó cũng là tiền của chúng ta, nên là anh em chúng ta cần phải lưu ý. Bạch Tuyết này cũng không có nhiều đến mức độ như vậy đâu ạ. Đây Bạch Tuyết nữa, Bạch Tuyết. Và đây Bạch Tuyết ở trên này. Xin chào 78 người đang xem. Xin chào Trinh, Trinh Doãn. Xin chào anh Duẩn Nguyễn và 75 người đang xem. Bạch Tuyết. Đấy, lên ki. Lên ki. Lên ki. Mùa này mầm gốc của nó đi khá là ok. Và như chúng ta nhiều anh em đây, HO bên này nữa này. Đấy, đây là HO và Yên Thủy bên này. Xin chào 93 người đang xem. Không đi đâu hả em? Em hôm nay ở nhà anh ạ. Mấy ngày hôm nay thì em đang quanh quanh ở nhà, có một chút công việc. Bảo lên anh chơi mà không biết lúc nào anh ở nhà. Hôm nào có dịp muốn lên anh nhậu một bữa với anh. Bạch Tuyết của Hải Gà Trọi đẹp quá. Bạch Tuyết ươm tự nhiên nên cực kỳ đẹp, cà phê. Xin chào 83 người đang xem. Bảo Duy bây giờ bán như nào? Bảo Duy thì nói chung bây giờ thì chúng ta có thể sưu tầm được dễ rồi. Vài chục triệu chúng ta có một ki Bảo Duy rồi. Đấy. Xin chào anh Vũ Trường Triều. Xin chào 85 người đang xem. Xin chào bà ngoại. Yên Thủy này. Cái ki Yên Thủy như này nhưng mà Tuyền chưa xuống, kệ thôi, để cho nó một dài thêm một tí nữa. Trồng xuống cho nó ok, năm nay mọi năm thì nó ngắn nhằn thôi. Xin chào anh Dương Hải Thắng. Nhưng mà năm nay thì chúng ta có thể để dài ra rồi chúng ta xuống. Nhưng một điều rằng bộ rễ ở năm nay thì cây cực kỳ được phê luôn. Rễ cây ki nào cũng vậy. Cho cả nhà cùng xem bộ rễ nha. Đấy, bộ rễ nó phải khỏe thì cây của chúng ta mới phát triển tốt được. Xin chào bạn Văn Hưng KT. Xin chào bác Mai Hoàng. Xin chào 105 người đang xem. Mọi người cùng chia sẻ giúp Tuyền mỗi người một tay đi ạ. Chia sẻ để nói chuyện đông đông hơn cho nó vui. Lâu lâu thì Tuyền cũng không livestream. Có rất nhiều những cái câu chuyện trong thời gian vừa qua nhưng mà Tuyền cũng chả lên tiếng làm cái gì cả. Bởi vì là câu chuyện nó đã qua lâu rồi mà bị khơi lại rồi thì Tuyền cũng chả muốn nhắc lại làm cái gì cả. Bản thân giờ đàn ông mà, cái nói một lần cho nó xong là xong thôi, đúng không ạ? Cứ nói đi nói lại làm gì nhiều lần cho nó mệt cả ra. Cái gì đúng, cái gì sai nó ở trong tất cả anh em có thể nhìn thấy.
Nhưng mà những cái mà mình không muốn nói nữa thì thôi cũng chả nói nữa, đúng không ạ? Xin chào 96 người đang xem. Xin chào chị Quản Kiều Giang. Yên Thủy lở tàn trên cây luôn ạ. Đấy, Yên Thủy. Nói chung là cứ chuẩn giống đi. Rẻ bằng mấy thì nó cũng vẫn là ngon, đúng không ạ? Em cũng mua trong thời gian cao. Và anh em cũng vậy. Thì bây giờ chúng ta chỉ có cách là chúng ta nhân giống thì bán đi để chúng ta sẽ mất hết hy vọng. Bán đi thì chúng ta sẽ chả còn giống đâu nữa cả. Đây là cái cây này là cây hồng đổi đời này. Hồng đổi đời thì mọi người biết là ngày trước nó đắt như thế nào rồi, đúng không ạ? Mà ngày xưa mua một cái kia nhỏ nhỏ thôi cũng khá là đắt. Nhưng đến bây giờ thì trăm thôi, đúng không ạ? Trăm thôi ạ. Trăm thôi chứ biết làm như nào, đúng không ạ? Xin chào Vườn Lan Thiên Phúc. Xin chào bác Lê Hưng. Xin chào bác Phạm Hoàng Sang. Xin chào bác Lân Bùi và 103 người đang xem. Cho chị Quản Kiều Giang ơi, chị xem cây bạch tuyết của hai chị em mình. Đây, nó đã thành một bụi. Xin chào bạn Trần Duyên. Nó đã thành một bụi rồi nhé. Xin chào 109 người đang xem. Chúc cả nhà một buổi chiều vui vẻ nhé. Hy vọng rằng chúng ta sẽ được đồng hành cùng với nhau. Dù rằng là cây cối nó có như nào nữa. Với bản thân em ấy, thì bây giờ em lựa chọn hai phương án cho bản thân mình. Đó là vừa chăm cây, đó là vừa nhân giống, đó là vừa phát triển về cây, nhân giống về hoa lan. Ngoài ra thì em còn làm bên mảng bất động sản nữa. Đang học làm nhưng chưa làm được nhiều đâu ạ. Đang học để làm. Và hiện tại thì em đang làm nguồn bất động sản ở Trơn Thành, Bình Phước. Trơn Thành chuẩn bị lên thị xã lên là cực kỳ là ok. Nên là dạo này nhờ các anh em như Hồ Trọng Long, Tạ Văn Tuấn, bạn Nhân hỗ trợ và hướng dẫn để từ từ từng bước vừa làm bất động sản và lại vừa chăm cây. Nói chung là 1-2 ngày là ở trên Trơn Thành, xong đó lại về để chăm cây ở dưới nhà. Đấy, cứ chạy đi chạy lại như vậy thôi ạ. Cứ chạy đi chạy lại như vậy. Nhưng mà dù gì đi chăng nữa, cả nhà có thấy không? Bây giờ thì chúng ta phải chấp nhận những cái gì mà nó đã trải qua. Xin chào anh Tân. Những cái gì nó đã trải qua rồi, chúng ta suy nghĩ nhiều quá về nó thì chúng ta sẽ không làm được những việc khác. Thế cho nên là em vừa làm công việc này và vừa làm công việc kia. Lấy cái này nuôi cái kia. Đấy. Thì sẽ ok hơn. Ok bạn Trần Duyên. Anh em nào mà làm bất động sản thì cùng lên Trân Thành đi là cùng mấy anh em. Vừa phân lô này và vừa làm các nguồn. Anh em có mở một cái sàn giao dịch bất động sản mang tên là sàn giao dịch bất động sản Minh Hưng ở ngay đường Nguyễn Văn Ninh, Trân Thành, Bình Phước. Xin chào 136 người đang xem ạ. Mầm gốc đây cả nhà này. Cho cả nhà xem mầm gốc bao phê luôn. Đấy, mầm gốc cực kỳ phê luôn. Kỳ cũng vậy. Kỳ cũng vậy. Xin chào bác Ngọc Dương, xin chào. Xin chào anh Cao Đại Vương. Lâu rồi không được gặp anh. Lâu rồi không được thấy anh. Xin chào anh Sướng Bùi. Lên bia, ok anh. Hôm gì Phong cho chị xem. Không nhận ra luôn. Tất cả bụi luôn. Xin chào. Vâng ạ. Cây đẹp quá. Ok, cảm ơn anh. Chào 115 người đang xem. Em thì quan điểm của em là từ trước đến giờ trong công việc và trong cuộc sống cũng vậy. Chúng ta buông mái chèo này thì chúng ta phải có mái chèo khác. Chúng ta không thể trách. Chúng ta cũng không buồn. Bởi vì là chúng ta nắm được thì chúng ta phải buông được. Và chắc chắn một điều rằng chỉ có bản thân ta vận động thôi. Chứ còn ngoài ra chúng ta chả có trách, chả đổ lỗi được cho ai cả. Bởi vì có trách, có đổ lỗi thì nó cũng như vậy.
do dịch bệnh, do mọi thứ, chứ không phải do riêng bất cứ một cái gì cả. Đấy, em cũng vậy thôi, cả nhà cũng vậy. Cả nhà biết cái thời gian dịch thì em cũng mua nhiều đến mức độ như thế nào thì anh em cũng có thể nhìn nhận thấy. Và đến bây giờ, sau hơn 2 năm, đấy, cây cối ở vườn nó quá trời như này thì cả nhà phải biết là mức độ em mua cũng khá là lớn. Đây, ví dụ như là cờ đỏ này, cũng mua khá là nhiều tiền cùng anh em. Cây làng thơ này, mua 3 tỷ 3, về anh em giả 11 tỷ rồi cũng không bán để làm giống. Và bây giờ thì nó ra hoa hết một khúc này rồi, và bây giờ được cây mẹ thì được như này rồi. Đấy. Xin chào Phúc An Khang, cây của em này em ơi. Phúc An Khang đã dí lửa đam mê, tiếp lửa đam mê. Đấy, chơi những cái món này và cũng rất là thích, đúng không ạ? Mỗi một cái nó có một cái hay riêng của nó, mỗi cái nó có một cái thú vui của nó. Mình chấp nhận chơi thì mình chấp nhận thôi, đúng không ạ? Có thể thắng và có thể thua, có thể thành và có thể bại. Xin chào anh Kiên Cường Sơn Dương. Vâng, vườn cũng chặt rồi anh ạ. Đây đang phải sử dụng bằng chậu nhỏ rồi, không dám sử dụng bằng chậu to nữa rồi. Sử dụng bằng hết bằng chậu nhỏ như này rồi, không có dám sử dụng chậu to nữa. Bao giờ nó lớn hẳn lên, xong bắt đầu đó là em mới bắt đầu cho ra chậu to. Chứ còn bây giờ thì để nó vào cái chậu nhỏ này là nó vừa rồi. Đấy, để chậu nhỏ này, thứ nhất là độ ẩm của nó khá là tốt. Độ ẩm nó khá là ok, nó giữ ẩm khá là ok. Đấy, nên là bộ rễ nó đi khá là nhanh. Xin chào 115 người đang xem nhá. Chiu chiu buổi chiều giao lưu lên cùng cả nhà. Lâu lâu không bán cái gì trên live, thử bán một cây hồng yên thủy cho cả nhà cùng chơi xem ai chốt được nhá. Đấy. Giao lưu với cả nhà một cây hồng yên thủy như thế này. Một cây ươm tự nhiên với giá là bao nhiêu được nhỉ? 399k nhá. 399k. Bán một cái duy nhất thì không bán cái thứ hai. Anh em nào chốt là giá và số điện thoại giúp em xem có nhìn thấy không? 399k. Đấy, chốt đúng một cái duy nhất. Chốt giá và số điện thoại giúp em nhá. Bán một cái duy nhất thì không bán cái thứ hai. Em cũng lâu lâu rồi không bán hồng yên thủy. Cái gươm này cũng không biết là giá bao nhiêu. Thế là thôi. Đấy, để một cái thôi. Không biết là có ẩn bình luận hay không ẩn bình luận, nhưng mà chưa nhìn thấy ai cả. Đây, hồng yên thủy em còn khá là nhiều ở đây. Nhưng mà năm nay thì ngoài không làm kỳ ra, kỳ hồng yên thủy anh ơi. Hồng yên thủy ạ. Chốt, anh em nào chốt giá và số điện thoại giúp em nhá. Đấy, một kỳ duy nhất 399k. Bán đúng một kỳ rồi. Đấy, một bài like lâu lắm rồi không lên like, nên là chỉ bán một kỳ duy nhất cho anh em thôi. Đấy, anh em nào chốt giá và số điện thoại giúp em, giá kèm số điện thoại giúp em nhá. Xin chào 118 người đang xem nhá. Mỗi người chia sẻ giúp em. Xin chào 125 người đang xem. Anh em chốt giá cộng số điện thoại nhá. Em chưa nhìn thấy ai chốt cả. Chắc là do máy chủ đang bị ẩn. Dạo này Facebook đang bị ẩn rất là nhiều. Đang bị ẩn. Đây, Bạch Tuyết này. Bạch Tuyết đây này. Bạch Tuyết này. Tuyết này. Tuyết này. Đấy, cây cực đẹp luôn. Xin chào anh Huy Lê. Cho anh Huy Lê xem cây cho nó phê nhá. Cho anh Huy Lê xem cây cho nó phê này. Chắc nó bị ẩn anh ạ. Nếu mà anh em nào chốt thì ở inbox cho em nhá. Chắc nó bị ẩn đấy, không nhìn thấy. Đây, kiếm em để ở đây anh ơi. Đây, kiếm em để ở chỗ này. Đây, toàn bộ kiếm em để ở ngoài này nhé. Phú Thọ nay rẻ lắm phải không? Nói chung là rẻ, đúng ạ, rẻ hơn ngày xưa rất là nhiều. Kiếm em để ở ngoài này.
Đây ngoài này là kiếm này. Đấy. Xin chào 124 người đang xem nhá. Rồi đi kiếm một kỳ bạch tuyết nữa. Chia sẻ một cái kỳ bạch tuyết nữa. Kiếm kỳ bạch tuyết để chia sẻ cho cả nhà một kỳ bạch tuyết nữa. Xem có kỳ bạch tuyết nào không. Để em tìm xem có kỳ bạch tuyết nào không á. Lấy một kỳ ươm đẹp đẹp với chia sẻ cho cả nhà. Đây rồi. Một kỳ bạch tuyết. Đấy. Không của em là toàn là Phan Chí anh ạ. Không, em không có xanh Huế đâu ạ. Của em toàn Hoàng Long hết thôi. Không có một cây nào là xanh Huế ạ. Một kỳ bạch tuyết, kỳ ươm tự nhiên. Đấy. Bộ rễ đã cực kỳ khỏe rồi cả nhà nhá. Để mà bộ rễ nó bám chậu này thì đấy. Anh như nào mà vườn xuống cấp ở anh salon siêu rẻ. Thưa anh rằng dù nó có xuống cấp hay như nào đi chăng nữa thì với để mà làm được cái vườn như này ấy, đến tầm này thì cũng không phải đơn giản một chút nào. Và để mà vận hành một cái vườn như này thì cũng không phải đơn giản một chút nào. Vườn em vẫn sạch sẽ, vẫn gọn gàng, vẫn tươm tắp. Chứ không có chuyện là xuống cấp hay là không xuống cấp ở đây anh ạ. Nên là anh phải nhìn nhận một cách khách quan như vậy. Cũng như là ngôi nhà của anh ở thôi. Dù rằng anh có giàu hay có nghèo thì đầu tiên là nhà phải sạch, bát thì cũng phải sạch, đúng không ạ? Chứ không có chuyện là như thế này như thế kia. Một kỳ bạch tuyết như thế này em để giao lưu cho cả nhà với giá là chả biết bán bao nhiêu nhỉ? 3.999.000 đi, đúng không ạ? Không biết giá bao nhiêu cứ bán 3.999.000 đi. Kỳ bạch tuyết kỳ ươm tự nhiên nhé. Chào Trịnh Lam Phương. Đấy, 3.999.000 nhá. Xin chào 132 người đang xem. Xin chào anh Trần Đực. Xin chào 139 người đang xem. Mỗi người chia sẻ giúp em một cái đi ạ. Xin chào bác Tuấn Tú Vũ. 3.999.000. Đấy, một kỳ duy nhất thôi. Em bán một kỳ yên thủy và một kỳ bạch tuyết duy nhất trong bài live thôi. Không bán nhiều hơn. Đấy. À, vâng, tôi chắc cũng chả nói với người ta nữa làm gì. À, cái anh vừa rồi ấy, thì mời anh có thể đi tham quan vườn lại vườn một chút. Xem thấy nó sập sệ ở chỗ nào nhá. Đấy, xin chào bạn Nguyễn Tùng. Thứ nhất là tất cả mọi thứ từ trong ra ngoài vẫn được sắp xếp một cách gọn gàng từ trên xuống dưới. Bởi vì đó là cái tính cách của từng con người một rồi. Đấy, tính cách của từng con người một rồi. À, tính cách của người ở đây là có nghĩa là như nào ạ? Được bố mẹ và được thầy cô và được anh em bạn bè ấy, nhìn theo cái cách sống, cách làm việc. Có nghĩa là lúc nào nhà, cửa, mọi thứ cũng phải ngăn nắp, cũng phải gọn gàng, cũng phải sạch sẽ. Từ trong ra ngoài. Đấy. Đấy, dù rằng gia đình có như thế nào đi chăng nữa, dù rằng có nghèo, có khổ, thì quần áo luôn phải sạch sẽ, đầu óc vẫn phải gọn gàng và ra đường thì vẫn phải gọn gàng sạch sẽ. Chứ không có chuyện là khi giàu một kiểu, khi nghèo một kiểu, đúng không ạ? Người ta bảo rồi ạ, có một cái câu ạ, đấy, cái răng, cái tóc là vóc con người. Và cũng như vậy, cái ngôi nhà nó đánh giá lên tất cả. Đánh giá lên tất cả cái gì ạ? Đánh giá lên con người đó như thế nào. Đấy, con người đó có tỉ mỉ, con người đó có gọn gàng hay không. Đấy, nên là nói với anh, cái anh mà có cái lick gì vừa rồi ấy nhỉ? Có cái anh mà salon siêu rẻ, một điều như vậy. Không biết gia đình anh như nào, nhưng gia đình của em ấy thì luôn gọn gàng tất cả mọi thứ. Và đến bây giờ, một bộ bàn ghế của anh, đấy, cũng chỉ bằng ngang ngửa với một cây lan như này thôi. Thì cái cây lan bây giờ nó không có gì là rẻ cả. Nói cho anh biết một câu như vậy. Thế nên là nói đến đấy thôi. Xin chào bạn Lê Nguyên. Và tôi sẽ không nói với anh nữa. Đấy, khi mà anh đi vào một cái ngôi nhà, một cái bài live của tôi, và anh phát biểu những cái câu
nó nghe rất là phản cảm thì chúng ta sẽ không thuộc về nhau nữa. Đấy, không thuộc về nhau nữa. Và từ đây mình sẽ xin phép là chặn bạn. Đấy, xin phép chặn bạn luôn. Xin phép là chặn luôn cho nó nhanh. Rồi. Ok anh, không nói làm gì nữa đúng không ạ? Hơi mệt. Xin chào 128 người đang xem. Xin chào bác Nguyễn Quế. Xin chào cả nhà. Mỗi con người có một cách suy nghĩ riêng khác nhau. Đấy. Và mỗi con người có một cách diễn tả khác nhau. Đấy. Đúng rồi, lớn rồi, lo kiếm tiền đi. Cứ lo hơn sân si. Kiếm chuyện với người khác làm cái gì? Bản thân mình chắc gì đã hay ho gì đúng không ạ? Mà đã đi phê bình đánh giá người khác. Thôi. Ôi em xin phép xuống live đây. Tối lên live tiếp. Xin mời cả nhà chúng ta ngắm hồng xòe một chút. Rồi chúng ta sẽ xuống live nhá cả nhà nhá. Chúc cả nhà một buổi chiều vui vẻ. Chào cả nhà. Bye bye.